Đã có 15 hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ sạt lở kênh Thanh Đa ở phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các ngôi nhà này đã bị nứt tường, lún nghiêng ra phía kênh và có thể gây sạt lở bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị thành phố giao cho chính quyền địa phương thực hiện việc di rời người dân và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, triển khai rào chắn và cảnh báo không cho người và phương tiện đi lại.